Sau một thời gian giữ im lặng, tối ngày 11 tháng 1, Linh Lan, vợ của Vân Quang Long đã chính thức lên tiếng giải thích rõ mọi chuyện và xin lỗi bố mẹ chồng. Theo đó, Linh Lan cho biết dù mình không hoàn toàn sai, nhưng vì mong muốn Vân Quang Long được ra đi thanh thản, nên cô nhận hết lỗi sai về mình. Cô buồn bã chia sẻ rằng, hiện tại bản thân không còn mặt mũi nào ra đường sau những lời dèm pha chỉ trích từ cộng đồng mạng. Linh Lan lo lắng con gái sau này khi đọc được những tin tức không hay về mẹ. Ngoài ra, cô khẳng định không lấy cắp túi hiệu và không kêu gọi từ thiện miền Trung như lời đấu tố trước đó. Về loạt tin nhắn kêu gọi anh em bên Mỹ hỗ trợ quyên góp, Linh Lan khẳng định mục đích là vì cô muốn sửa lại căn nhà đã hỏng hết cho dì của mình. Đáng chú ý, sau nhiều ngày vướng lùm xùm, Linh Lan chính thức lên tiếng xin lỗi bố mẹ chồng và nghệ sĩ Vân Quang Long. Cũng như mong mọi người hãy dừng lại để cho anh được ra đi thanh thản. Lan chỉ mong anh được an lòng, ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Xin mọi người hãy dừng lại từ đây và đừng chỉ trích cũng như đừng ai nói đến gia đình của anh Long và Lan nữa. Vì đây là chuyện riêng của gia đình nên hãy để gia đình tự giải quyết với nhau. Ba đứa con anh Long vô tội lắm, lớn lên mà đọc được những tin không hay thì rất là tội nghiệp cho các con. Đây cũng là lần cuối cùng Lan nói và xin chấm dứt từ đây, mong đừng ai nói gì nữa. Nếu mà còn ai xúc phạm danh dự hay bôi nhọ về Lan hoặc gia đình hai bên thì Lan sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Lan xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.